Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai tại Hà Nội. Và số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng với nhà em là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship sẽ là từ 3 cân đổ lại sẽ là 30.000 đồng tiền ship. Và từ mỗi cân nặng, cộng thêm mỗi cân nặng sẽ cộng thêm 5.000 tiền ship anh chị nhé. Tại em mới chuyển sang bên vận chuyển mới nên là cái mức tính cước nó cũng sẽ khác một chút xíu. Ngoài ra thì các anh chị ở Hà Nội có thể đến trực tiếp cửa hàng của nhà em để chọn hàng, hoặc em có thể ship Grab cho các anh chị ngay trong ngày để các anh chị nhận trong ngày luôn nhé các anh chị ơi. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng, và hôm nay thì em cũng vẫn sẽ giảm giá xả hàng những cái mặt hàng hoa lan đang có tại cửa hàng của nhà em. Đầu tiên đó chính là những cái chậu Dendro 5 cánh trắng. Cái Dendro trắng tuyền rất là đẹp như thế này. Còn 3 chậu thì tại vì là thời gian mấy hôm vừa rồi em chuyển nhà đấy, thành ra là em không tưới nước được thì nó sẽ hơi mất nước một chút xíu, nhưng cái dòng này thì cũng rất là dễ hồi phục đâu. Thôi các anh chị nhé, chính vì vậy mà em cũng sẽ xả hàng với cái giá chỉ còn 200.000 một chậu thôi ạ. Giá rất là rẻ luôn, về các anh chị chỉ cần chăm sóc một chút xíu thôi là nó hồi cực kỳ nhanh luôn ạ. 200.000 đồng một chậu giá xả hàng nhé. Nó thân nó hơi mất nước ạ, chậu nào cũng nhiều thân ạ. Tiếp đến nữa đó chính là những cái chậu thanh đạm Indo, cũng là những cái chậu nhiều thân ạ. Giá cũ của em là 300.000, hôm nay xả hàng luôn còn 200.000 một chậu nhá. Những cái chậu, những cái thân trưởng thành này, kể cả những cái thân nó rụng lá này, đều là chân thân trưởng thành. Và tới này nó cũng sẽ cho hoa các anh chị nhá. Sắp đến mùa hoa của nó rồi. Hoa thanh đạm Indo thì nó rất là thơm luôn các anh chị ạ. Trầm tím. Cái dòng trầm tím này thì nó là cái dòng cánh bầu, trầm cánh bầu môi tiết. Đấy, hoa nó cũng rất là thơm các anh chị ạ. Một cái chậu trầm tím này, nhiều thân và thân nó cũng cao, đẹp như thế này nhé các anh chị. Em bán xả luôn với giá là chỉ còn 80.000 một chậu. Lấy 3 chậu thì sẽ là 3 chậu trầm tím này sẽ là 250.000 đồng bao ship nếu lấy từ 3 chậu. Còn lấy 1 chậu thì sẽ là 80.000 một chậu các anh chị nhé. Chậu nào cũng nhiều thân và đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, còn 3 chậu đẹp đấy. Còn một cái chậu này thì nó có một cái thân này nó nỗi đầu ngọn một chút xíu, nhưng thực ra mà nói nó cũng đã thắt ngọn rồi cho nên nó không ảnh hưởng gì đâu các anh chị nhé. Riêng cái chậu này thì em xả hàng còn 60.000 luôn này, đấy rất là rẻ. Giá Pháp cũng còn vài chậu. Đây là một dòng lan chơi hoa dịp Tết mùa xuân, hoa cũng rất là đẹp. Giá Pháp em cũng xả hàng còn 90.000 một chậu thôi. 90.000 một chậu giá hàng Pháp. Trầm cổ hay còn gọi trầm thanh củi thì ở đây em có những cái chậu một thân, hai thân và ba thân. Chậu một thân em bán với giá là 30.000 một chậu. Chậu hai thân thì sẽ là 60.000 một chậu, và chậu ba thân thì sẽ là 80.000 một chậu các anh chị ạ. Thế tuy nhiên chậu ba thân em cũng có ít thôi. Đấy, nói chung là giá thành nó rất là rẻ. Đây là cái giá em xả lỗ rồi các anh chị ơi, nên là cực kỳ là rẻ. Trầm blue thì cũng là những cái chậu đấy, hầu như là chậu nào cũng nhiều thân như thế này, chỉ có điều là thân cao thân thấp hơn thôi. Tuy nhiên là chậu nào cũng nhiều thân, và em xả hàng trầm blue với giá 70.000 một chậu. Hoa nó thơm, đây cũng là một dòng trầm vip sau trầm trắng thôi ạ. Dendro Úc mắt đen hoa cũng nở Tết mùa xuân, và những cái chậu Dendro Úc mắt đen này thì các anh chị có thể thấy đây này, một chậu này nhiều thân nhá. Đấy, chậu nào cũng nhiều thân và đều là hàng đẹp hết ạ. Dendro Úc mắt đen em còn vài chậu như thế này, cũng xả hàng luôn với giá 120.000 đồng một chậu Dendro Úc mắt đen. Em có hai cái chậu phi điệp mít, cái hàng xả này bây giờ nó cũng đang lên mầm nữa này, có cái mầm cao nữa. Đấy. Một cái chậu thì có một cái mầm nó bị gãy đầu ngọn, tuy nhiên là nó cũng sẽ còn những cái mầm khác nữa các anh chị nhé. Hai cái chậu này em xả hàng luôn còn 60.000 hai chậu. Em còn một ít cái kiều tím hàng, đây là kiều tím miền Trung thì nó không có lá, thế tuy nhiên các anh chị có thể thấy là nó đang lên mầm đây này. Đấy. Kiều tím miền Trung em xả hàng 15.000 đồng một lạng. Em cũng còn vài cái khúc bạch đỏ nguyên bản xả hàng luôn. Những cái khúc này nó còn là những cái khúc bé thì thôi em xả hàng 30.000 đồng một khúc. Còn hai chậu chuỗi ngọc hàng thuần xả hàng 50.000 một chậu các anh chị nhé. Năm cánh trắng hạng hầm em cũng còn 3 hay 4 chậu gì đó các anh chị ơi, thì em cũng sẽ xả hàng luôn nhé các anh chị ơi. Giá cũ thì đều là 150, tuy nhiên là bây giờ em sẽ xả hàng đây ạ. Ở chậu số 1, năm cánh trắng hạng hầm số 1 đây ạ. Đấy, 50.000. Nó có hai thân, ngoài ra đang lên cái mầm nữa này. Năm cánh trắng hạng hầm số 2 cũng xả hàng 50.000 nhá, có 3 thân. Năm cánh trắng hạng hầm số 3 này cũng 50.000 này. Năm cánh trắng hạng hầm số 4 thì thực ra mà nói thì nó cũng chỉ còn hai thân đẹp thôi, còn hai cái thân của nó thì nó bị gãy đầu ngọn rồi, nên là em cũng xả hàng 50.000. Em còn hai cái chậu hoàng thảo đùi gà hàng thuần như thế này. Thì thực ra mà nói thì nó cũng hơi mất nước đấy các anh chị ạ. Tuy nhiên các anh chị có thể thấy này, như cái chậu này mầm mới nó vẫn đang lên thêm này. Còn đây là rất là nhiều những cái thân tơ. Đấy, chậu này thì thôi để các anh chị vào vườn thôi các anh chị nhé. Chậu này thì nói thật sự chậu này tính ra em cũng không tính tiền đâu. Hai cái mà thôi bán một chậu đi. Tại vì cái chậu này
thôi bán luôn hai cái chậu đùi gà tròn hàng thuần như thế này, em xả hàng hai cả hai chậu còn 70.000. Cái cây hoàng nhạn tháng tư này thực ra nói em cũng mới thuần thôi, nhờ về các anh chị ghép thêm nhé. Cây hoàng nhạn tháng tư cái khúc này thì em bán với giá là còn 40.000 thôi các anh chị nhé. Em còn hai chậu năm cánh trắng mũi hồng đây, chậu này rất là nhiều kỳ này, cái chậu này cũng có kỳ này, hai cái chậu năm cánh trắng mũi hồng này 100.000. Đây là một cái dòng năm cánh trắng hoa nó cũng rất là đẹp và thơm các anh chị ạ, ngày xưa giá thành nó cực kỳ là cao tiền luôn đấy. Và một cái chậu chớp Mỹ như thế này các anh chị nhé. Đấy, nó cũng nhiều thân như thế này. Nói chung là nó hơi mất nước một chút xíu nhưng không đáng kể đâu, mình về hồi phục rất là nhanh thôi các anh chị nhé. Cái chậu chớp Mỹ này giá cũng là 150, hôm nay em xả hàng còn 80.000 đồng. Em có vài cái chậu em đánh theo số như thế này. Chầm cổ số 16 này, cái chậu này 30.000 nhé các chị. Chầm cổ số 16 30.000 này. Chúc vận bà số 15. Cái này thì có một thân, nó đã thắt ngọn, năm nay các chị sẽ được ngắm hoa luôn này. Và ngoài ra thì cái mầm mới nó cũng đang lên như thế này này. Đấy. Chúc vận bà số 15 này 100.000 đồng. Chúc vận bà số 14 này. Số 14 này 10.000 đồng. Để các anh chị vào vườn thôi các anh chị nhé. Đấy, 10.000 đồng thì nói chung là nó cũng rất là rẻ rồi. Tiếp đến nữa đó chính là chúc Phật bà số 10. Chúc Phật bà số 10 thì nó có một cái mầm lên như thế này. Đấy. Số 10 này thì em bán với giá xả hàng luôn còn 70.000 này. Có một cái chậu vũ nữ. Đây là vũ nữ sô cô la, chậu này xả hàng 30.000 nhé. Tiếp đến nữa là chúc Phật bà số 4 này. Số 4 này 60.000 cho các anh chị vào vườn thôi nhé các anh chị. Cái thân tơ của nó ấy, thân tơ của nó cũng thắt ngọn rồi. Thế tin đây này, cho nên là cái phần trên này thì nó không ảnh hưởng gì đâu nhá. Chúc vật bà số 3 là số 3, đây mầm của nó đây, có hai thân. Chúc vật bà số 3 là có hai thân luôn các anh chị ạ. Và nó còn những cái mắt ngủ đây này, tới này nó cũng sẽ nhú lên nữa. Số 3 này thì em bán với giá là 80.000 đồng, chúc vật bà số 3. Chúc vật bà số 19. Chúc vật bà số 19 này thì có một cái thân này, nó cũng đã hơi thắt ngọn như thế này rồi nên là nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Số 19 này em cũng bán với giá là 50.000. Chúc vật bà số 24 thì nó có hai cái mầm lên như thế này, thì tuy nhiên dạng lá của nó cũng rụng rồi các anh chị nhé. Số 24 này thì em cũng xả hàng chỉ còn 60.000 thôi. Kiều mỡ gà nó đang lên mầm gốc này các anh chị này. Đấy. Tất cả cái chỗ kiều mỡ gà này em bán với giá là 60.000. Chậu kiều dệt thuần được 3 năm, hơn 3 năm rồi. Đấy, lên rất là nhiều thân. Mầm gốc như thế này nữa. Hàng đẹp nhất anh chị. Kiều dệt thuần này em bán xả luôn với giá chỉ còn 650. Một số hàng kg thì tại vì em để trong này nó hơi tối, các anh chị thông cảm nhé. Đầu tiên là dáng hương sóc Lào này. Hoa nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Và cây thì nó tươi nhá. Đấy. Nói chung hàng rừng thì nó chỉ tương đối thôi. Hàng rừng thì em không dám bán tuyệt đối. Tại vì sao ạ? Riêng cái dòng dáng hương thì hầu như loại nào nó cũng sẽ xước sát lá một chút xíu. Sóc Lào hàng đẹp như thế này 130.000 đồng nhé các anh chị. Một cân 50.000 đồng một bó. Bạch nhạn thì có cả cây to cây nhỏ, có cả cây trung, đa số là những cái cây châm trung vừa như thế này. Đấy, cũng có một vài cây to. Bạch nhạn thì hoa nó màu trắng rất là đẹp, 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Tiếp đến nữa đó chính là những cái cây dáng hương đôi chồn. Nó đều là những cái cây lá xếp V rất là đẹp như thế này nhé. Dáng hương đôi chồn cũng vậy, nó cũng là hàng rừng. Thì đôi chồn nó kiểu gì nó cũng sẽ xước sát lá một chút xíu từ rừng rồi các anh chị ạ. 190.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó dáng hương đôi chồn. Còn đây là những cái cây dáng hương tam bảo sắc lá xếp rụt rất là đẹp này, bản lá ngắn rất là đẹp luôn. Dáng hương tam bảo sắc lá xếp thôi em xả hàng chỉ còn 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Lấy hai cân em bao ship. Đại bạch hạc hoa nó rất là đẹp và đây là một cái dòng lan phải nói là nó cũng hiếm, không phải lúc nào cũng có đâu. Lá thì nó rụng lá rồi, em xả hàng 90.000 đồng một cân đại bạch hạc, 50.000 đồng một bó. Giá cũ của em là 230 đấy các chị ạ. Rồi đây đó chính là quế trắng tháng 8. Nó hơi tối chút xíu này các chị này, chỗ này tối quá. Quế trắng tháng 8 thì nó đều là những cây là xếp, thế tuy nhiên là đến thời điểm này thì với lại em vận chuyển mấy hôm đấy, nó cũng mất nước một chút xíu các chị nhá, nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Đặc biệt là quế trắng tháng 8 ở cái thời điểm đang nụ đang hoa này các chị không mua được theo giá hàng cân đâu ạ. Nên là em đang xả hàng với giá hàng cân chỉ còn 450.000 đồng một cân thôi. Cái giá nhập của em là 550 đấy các anh chị nhé. Đấy, em xả hàng lỗ vốn rồi chứ riêng quế trắng tháng 8 giờ không có giá 550 một cân đâu ạ. Giờ bán lẻ ra cũng phải 600-700.000 là rẻ nhất rồi. Tiếp đến nữa đó chính là Sơn Thủy Tiên em còn một ít này. Sơn Thủy Tiên còn một ít thôi. Nói chung là
tất cả cái chỗ Xuân Thủy Tiên này xả hàng 30.000 để các anh chị vào vườn làm giống nhé. Chỗ này là hoàng lạp này, tất cả cái chỗ hoàng lạp này 20.000 đồng này. Đây em còn những cái khúc vạch đỏ nguyên bản to này nữa này, anh chị nào lấy khúc to này thì là 50.000 nhá. Còn những cái khúc nhỏ nhỏ thì sẽ là 30.000 ạ. Trinh bạch tất cả chỗ này có 7 lạng, hơn 7 lạng đấy. Thì em xả hàng trinh bạch tất cả chỗ này còn 40.000. Đó là một số những cái loại hoa lan của nhà em ngày hôm nay. Em xin kết thúc video tại đây, em chào các anh chị ạ. Cái phiên này là em phiên thanh lý các anh chị nhé.